Quán sứ Phan Đình Giáo, chánh sứ Cẩm Trường cản trở thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mới đây, tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, xuất hiện thông tin một linh mục ở đây công nhiên búp phê vào giấy gọi công dân chấp hành nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã gửi lệnh khám sức khỏe, tham gia nghĩa vụ quân sự đối với anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1997, hiện đang là giáo dân thuộc giáo xứ Cẩm Trường, giáo phận Vinh. Lý do đưa ra là giáo dân đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng của giáo xứ. Hoạt động yêu cầu, đề nghị của linh mục này đang bị cộng đồng mạng đánh giá là xem thường pháp luật, vi phạm và quy định tại luật nghĩa vụ quân sự của nhà nước. Một câu hỏi được cộng đồng mạng đưa ra là từ bao giờ, từ khi nào mà linh mục đã tự cho mình quyền hành, lập ra luật mới để giáo dân có thể hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự vì có trách nhiệm với giáo xứ. Ai cũng có quyền tôn thờ tôn giáo, nhưng nghĩa vụ bảo vệ, giữ gìn Tổ quốc lại là trọng trách cao cả của mỗi công dân cả nước đối với quê hương. Để được phục vụ trong quân ngũ, bảo vệ đất nước là nghĩa vụ vẻ vang của mọi công dân. Thực tế, Bộ luật hình sự đã có chế tài quy định rất rõ hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý theo Điều 335 Bộ luật hình sự năm 2015 như sau. 1. Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Như vậy, hành vi của linh mục này đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Nếu không xử lý nghiêm minh, sẽ tạo tiền lệ xấu trong xã hội khi linh mục tự cho mình có quyền trên cả pháp luật và lợi ích đất nước. Cơ quan có thẩm quyền thụ lý vụ án này là Viện Kiểm sát Quân sự và Tòa án Quân sự. Vụ việc này thêm một lần nữa báo động tình trạng của một số linh mục giáo phận Vinh ngang nhiên chà đạp và thách thức pháp luật. Sau những vị chủ chăn như giám mục Nguyễn Thái Hợp, linh mục Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam khiến cho dư luận bức xúc, phẫn nộ. Không có nhiệm vụ nào thiêng liêng hơn bảo vệ Tổ quốc.